Hello cả nhà. Thì Trang rất là bất ngờ là mọi người rất là thích cái câu khi sáng á. Cái câu khi sáng Trang post một cái câu nói rất là nổi tiếng của Pop Jong Sinim. Sinim là một thầy rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thì Sinim nói một câu mà Trang thấy rất là hay. Thì và Trang thấy là mọi người cũng dịch rất là hay luôn. Nên nó là Trang chỉ chia sẻ cái cách dịch của Trang thôi, chứ thật ra mọi người đã dịch rất là hay rồi nhé. Nên mọi người cứ yên tâm là mỗi chúng ta đều có văn phong riêng, nên nó là không có ai mà đưa ra được cái đáp án gì ở trong cái văn bản dịch cả, nên là cả nhà mình cứ yên tâm ha. Thì đầu tiên á, Trang sẽ dịch như thế này: 행복은 넓고 많고 큰 데만 있는 것이 아니다. Thì ở đây Trang dịch là như thế này nhé: hạnh phúc không bao giờ nằm ở những thứ gì quá to tát và rộng lớn. Thì ở đây á, tuy á, là trong cái nguyên bản gốc á, nó dùng từ mạnh khố và khinh, nhưng á, mà để sang dịch sang tiếng Việt á, thì mình phải tìm cái cặp tính từ nào mà nó hay đi với nhau để diễn tả được một cái ý tương tự của tác giả. Thì ở đây Trang chọn cái cặp tính từ là to tát và rộng lớn, thì thường nó đi với nhau. Thì nghe như vậy nó sẽ cảm thấy là cái câu văn của mình nó hay hơn. Rồi tiếp theo nhé: 작은 것을 가지고도 고마워야 하고 만족할 줄 안다면 그는 행복한 사람이다. Dù chỉ là những điều nhỏ nhoi, nhưng nếu bạn biết hài lòng và biết ơn vì điều đó thì bạn chính là một người hạnh phúc. Thì ở đây cũng là một lần nữa thì nó lại đòi hỏi một cái kỹ năng gọi là dịch thoát nghĩa. Thì đương nhiên là Trang phải dịch thoát nghĩa ra, chứ không thể nào mà bám chấp vào câu từ và mình bám chấp vào thứ tự của các động từ, tính từ đứng trước, đứng sau thì rất là khó dịch đó. Nên là cái này mình phải uyển chuyển nha cả nhà. Rồi tiếp theo: 여백과 공간의 아름다움은 단순함과 간소함에 있다. Ôi câu này mọi người bàn luận rất là nhiều, mọi người đưa ra rất là nhiều ý kiến. Thì Trang cũng có cái cách dịch của mình. Thì Trang sẽ dịch như thế này á: vẻ đẹp của những khoảng không thênh thang nằm ở sự đơn giản và thuần khiết. Thì ở đây thì Trang lại phải nói tới là một cái kỹ năng mà không thể thiếu được, đó chính là một cái sự tưởng tượng. Mọi người phải tưởng tượng ra, chứ không không được bám chấp câu từ. Có nghĩa là như thế này, nếu mà mọi người cứ bám chấp là giò bét là khoảng trống, khung canh là không gian, thì rất là khó để dịch ra được một câu tiếng Việt mà nó hay. Nên á, lúc đó nó lại đòi hỏi chúng ta ở cái khả năng tưởng tượng. Mình giống như một người nghệ sĩ vậy á, mình phải tưởng tượng ra là nó sẽ có cái câu từ nào mà cho nó hay, mà nó phù hợp nhất với ý của tác giả thôi. Còn không thể nào 100% được. Nên cả nhà mình Trang phải nói là phải giỏi tiếng Việt. Chúng ta phải học thật là giỏi tiếng Việt thì mới có thể dịch được tốt những cái ý mà nó hơi văn học một tí đó. Thì ở đây Trang dịch là một khoảng không thênh thang, đó đó là văn phòng của Trang. Và ở đây thành xuân hâm thì Trang dịch là thuần khiết, còn khành xô hanh thì dịch ra tiếng Hàn nó có nghĩa là vừa ngắn vừa nhỏ. Thì mình chỉ có thể dịch đơn giản là nó là đơn giản thôi. Và lúc này Trang đảo ngược thứ tự để có thể cho ra được một câu tiếng Việt mà nghe nó trôi hơn đó. Ý của Trang như vậy nhé. Rồi Trang chia sẻ với cả nhà mình nha.